Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Toyota Corolla Antis 2023 sẽ ra mắt Việt Nam vào khoảng quý cuối năm nay. Đây sẽ là bản nâng cấp nhẹ với một chút thay đổi ở ngoại hình cùng, với một vài điểm mới về trang bị. Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin ra mắt bản nâng cấp Corolla Antis mới này. Người bán đồng thời cũng tiết lộ thêm về những điểm mới trên Corolla Antis 2023. Đối chiếu theo một số thị trường khác trong Đông Nam Á, thì phiên bản Corolla Antis 2023 tại Việt Nam sẽ có nhiều điểm tương đồng với mẫu bán tại Thái Lan và Malaysia, chỉ khác ở tay lái thuận. Theo đó, ở ngoại thất có hai điểm khác biệt lớn nhất là lưới tản nhiệt và bộ mâm. Lưới tản nhiệt của xe đổi từ họa tiết nan ngang sang kiểu lưới tổ ong thể thao hơn. Bộ mâm 16 inch trên bản G có thiết kế 5 chấu kép đơn sắc. Bộ mâm 17 inch trên bản V và HEV được phối hai tông màu tương phản cụm đèn chiếu sáng chính và đèn hậu cùng thiết kế cản sau vẫn giống bản cũ. Tại Thái Lan và Malaysia còn có cấu hình thể thao Girl Sport, nhưng sẽ chưa về Việt Nam ở lần ra mắt này. Ở bên trong, nội thất Corolla Antis mới sẽ màn hình 12.3 inch sau vô lăng thay, cho loại 7 inch kết hợp analog trước đây. Đây là trang bị hiện đại nhất phân khúc khi so với Civic, Mazda 3, K3 hay Elantra. Các trang bị tiện nghi khác trên xe vẫn giữ nguyên như màn hình chính in đặt nổi hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử. Công nghệ trên Corolla Antis 2023 cũng có một vài điểm nâng cấp theo như tiết lộ từ phía đại lý. Điểm nổi bật nhất là camera 360 độ trên bản HEV. Đây cũng là một trang bị hiện đại nhất phân khúc. Ngoài ra, bản V có thêm tính năng tự cục gương chiếu hậu khi cài số lùi, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hiện chưa rõ giá Corolla Antis có tăng thêm với những điểm mới như vậy không. Hiện mẫu xe này đang được bán với 3 phiên bản G, V và HEV, cùng giá bán đề xuất lần lượt 719 triệu, 765 triệu và 860 triệu. Xe được nhập từ Thái Lan. Nếu ra mắt sớm, Toyota Corolla Antis có thể nhận được đề cử hạng mục công nghệ đột phá trên ô tô hiện đại của Car Choice Award thuộc Better Choice Award năm nay, bởi những điểm mới lần đầu có trong phân khúc đây còn là mẫu xe duy nhất phân khúc được trang bị động cơ hybrid